Đây là hình ảnh Navi đối đầu với hai con không cùng huyết thống. Gì vậy? Sao mà cứ khè 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 vậy? Navi, tại sao mà cứ khè 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 nó vậy? Lại với bố đi các con. Bố dữ quá. Ghê quá. Nó biết không phải là con của nó đó. Con mèo baby kia cũng biết khè kìa. Trời ơi. Giờ nó khè nãy rồi không biết à? Giờ mới biết này, giờ nó khè khè khè. Trời ơi, dễ thương quá. Con này tương lai là con bắt chuột giỏi lắm đấy nhỉ. Con ăn đi vậy con, đừng có ăn nè. Ăn đi vậy. Giờ về nó biết ăn rồi. Thôi bắt nó vào đừng gió máy. Cái bụng núng đính núng đính. Con mèo con thì cứ thấy ngửi thấy mùi lông mèo là cứ đến rồi đến rồi. Dễ thương quá trời nè, thương quá trời đâu, thương quá. Rồi con mẹ, qua đây đi. Nè, đoàn tụ gia đình này, gia đình hạnh phúc. Cả gia đình hạnh phúc chưa? Đây. Trời ơi, mèo con này nó khè ghê ghê chứ này. Navi mày làm gì, mày làm trò hề gì vậy Navi? Thể hiện thái độ gia đình hạnh phúc đi nào Navi. Thôi đừng đừng ấy, để cho nó khè khè cỡ nào. Trời ơi, người nó có cứng cứng ngắc kìa. Muốn nó nhát sao ta? À, người nó cứng ngắc luôn, người Navi á. Tội nghiệp nó quá à. Nó sợ à? Nó sợ á. Người đi bụi chà bá luôn mà sợ hai con bé mít mà con. Mà con kia cố gắng chui vào trong giữa làm gì biết. Chạy mất tiêu rồi. Thôi bắt vào đi. Nó tự công bằng được mà. Nhìn, nhanh 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 nhìn. Nana nuôi con khéo lắm luôn ạ. Còn hai con này nó có con ấy rồi, hai con này có con ve rồi.